Giá lúa gạo ngày hôm qua tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có sự điều chỉnh tăng với một số giống lúa. Cụ thể, tại An Giang, lúa OM5451 đã được thương lái thu mua ở mức 5.800 đến 6.000 đồng một ký, tăng từ 200 đến 300 đồng một ký. Trong khi đó, các giống lúa còn lại giá giữ nguyên. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm quay đầu giảm ở mức từ 50 đến 150 đồng một ký. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn ổn định và ở mức khá lạc quan. Hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 423 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm giữ nguyên mức 403 đô la Mỹ một tấn và gạo 100% tấm ổn định ở mức 378 đô la Mỹ một tấn.